U23 Thái Lan có biến động lực lượng trước trận gặp Việt Nam. Các bạn thân mến, một số cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển U23 Thái Lan đã có kết quả dương tính với COVID-19 trước trận gặp Việt Nam vào tối ngày hôm nay. Thông tin xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT cho biết là toàn đội U23 Thái Lan được xét nghiệm COVID-19 trước trận. Kết quả cho thấy một số trường hợp ở U23 Thái Lan, trong đó có cầu thủ dương tính. Gần 5 tiếng trước trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 FAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định là đội hình U23 của Thái Lan vẫn có đủ cầu thủ để sẵn sàng đối đầu với Việt Nam. FAT không triệu tập bổ sung cầu thủ vì lo ngại là có thể khiến bong bóng của U23 Thái Lan rối loạn khi trận đấu sắp diễn ra. Cụ thể, ông Garcia chia sẻ, U23 Thái Lan đang đối mặt với tình huống khó khăn. Cả đội phải đồng lòng để cùng vượt qua. Tôi mong tất cả cổ động viên đồng lòng sát cánh cùng đội tuyển. Ngược lại thì chúng tôi hứa là sẽ chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng. Cơn bão COVID-19 đã càn quét ở giải U23 Đông Nam Á, khiến lực lượng các đội chao đảo. U23 Thái Lan là đội ít chịu ảnh hưởng nhất cho đến trận chung kết. Trong khi đó, Việt Nam cũng phải liên tục gọi bổ sung cầu thủ gấp rút lên đường sang Campuchia. Giải vô địch U23 Đông Nam Á có biến lớn, trận đấu chính thức bị hủy. Các bạn thân mến, như vậy là trận tranh hạng 34 giải vô địch U23 Đông Nam Á đã chính thức bị hủy do U23 Lào không đủ người thi đấu. Theo những thông tin mới nhất, trận tranh huy chương đồng giữa U23 Lào và U23 Đông Timor diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay chính thức bị hủy, nguyên do là U23 Lào đã không đủ quân số để tham dự trận đấu này. Trước đó ở trận bán kết với U23 Thái Lan, U23 Lào chỉ có 15 cầu thủ để thi đấu. Dù vậy thì đội bóng thuộc khu vực Đông Dương đã chiến đấu rất kiên cường và chỉ chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Ở giải vô địch U23 Đông Nam Á năm nay, nhiều đội bóng cũng bị tổn thất nặng nề về mặt lực lượng do COVID-19. Trước đó, U23 Indonesia và U23 Myanmar buộc phải rút lui khỏi giải đấu do không đủ cầu thủ tham dự. U23 Singapore cũng bị thiếu lực lượng. Mới đây nhất là như tất cả đã biết, Việt Nam của chúng ta cũng chỉ có đúng 13 cầu thủ thi đấu ở trận bán kết với Đông Timor. Trong trận tranh hôn đồng bị hủy thì trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn diễn ra bình thường. Việt Nam có lực lượng ổn định sau khi chờ đón sự trở lại của những cầu thủ đã mắc COVID-19 trước đó. Tiền đạo tuyển Thái Lan hứa sẽ sửa sai trước trận gặp Việt Nam. Các bạn thân mến, tiền đạo Abraham bên phía U23 Thái Lan cho biết là cả đội của anh đang mệt mỏi nhưng đã sẵn sàng chơi trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 vào tối ngày hôm nay. U23 Thái Lan đã mắc một số lỗi khi gặp Việt Nam ở vòng bảng. Lần này chúng tôi sẽ sửa sai trước U23 Việt Nam. Thái Lan tự tin là đội bóng có thể đánh bại Việt Nam ở chung kết. Các trận đấu liên tục và thời gian hồi phục ít khiến cho sức khỏe của toàn đội bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi biết cách chăm sóc cơ thể để hoàn toàn sẵn sàng cho trận chung kết. Cá nhân tôi chơi hết mình để giúp cho Thái Lan vô địch, Abraham chia sẻ. Ông Garcia của Thái Lan thì tuyên bố là gặp Việt Nam rất khác so với trận vòng bảng. Một trong những yếu tố để ông tin tưởng đó là các cầu thủ của ông dần tiến bộ sau từng trận. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều thứ trước trận. Hãy xem trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam để thấy sự thay đổi của chúng tôi. Tuổi đời trung bình của U23 Thái Lan ở giải lần này là thấp hơn các đối thủ khác. Dù sao mục tiêu của chúng tôi vẫn là cọ sát để hướng tới sân chơi khác, nên vô địch hay không cũng không sao cả. Sau trận chung kết, mọi thứ vẫn tiếp diễn với U23 Thái Lan. U23 Việt Nam nhận tin vui ấm lòng trước ngày đấu U23 Thái Lan. Các bạn thân mến, đằng sau thành công của U23 Việt Nam có đóng góp rất lớn của rất nhiều người Việt tại Campuchia. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các học trò luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Câu chuyện U23 Việt Nam vượt khó tiến vào chung kết U23 Đông Nam Á thời gian qua đã mang đến nhiều cảm hứng cho những người theo dõi. Ở trận bán kết với Đông Timor, Việt Nam chỉ ra sân với danh sách là 13 cầu thủ. Dù vậy thì cả đội vẫn chiến đấu rồi giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu đầy cảm xúc. Sau thành công của U23 Việt Nam có sự đóng góp âm thầm nhưng rất đáng trân quý của nhiều kiều bào Việt tại Campuchia. Trong những ngày này, U23 Việt Nam liên tiếp phát hiện những ca bệnh COVID-19. Anh Nguyễn Tấn Hùng, có tên Campuchia là Niang Hung, đã liên tục gửi xả, gừng, chanh vào để cho đội sông mũi, hỗ trợ quá trình điều trị. Bên cạnh đó thì anh cũng cùng người thân đã tự tay tiếp tế đồ ăn cho đội với canh cá, gà tần, hoa quả để giúp cho các cầu thủ có thêm sức khỏe thi đấu. Việc ăn uống của cả đội tuyển khi thi đấu ở nước ngoài trong thời gian qua luôn gặp khó khăn vì quy định bong bóng của ban tổ chức. Cầu thủ thường chỉ được cấp cơm hộp, lượng thức ăn không đủ để cung cấp năng lượng. Vì thế mà sự giúp đỡ của kiều bào ta là vô cùng đáng trân quý. Tham vọng của Bầu Đức và Kia Tisak. Các bạn thân mến, hôm nay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có trận ra quân ở V-League 2022
và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kielisak là 3 điểm. Đối thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là Nam Định FC, một chuyến làm khách không hề dễ dàng cho Kielisak và các học trò vì Nam Định không mạnh nhưng họ luôn chơi rất hay trên sân Thiên Trường. Sức mạnh của đội bóng Thành Nam là sự đoàn kết, khán giả cổ vũ rất cuồng nhiệt. Huấn luyện viên Kielisak chính là nhân chứng trong trận đấu giữa Nam Định và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cách đây 19 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2003. Hồi đó thì sân của Nam Định có tên gọi là sân Chùa Cuối. Khán đài A của sân Chùa Cuối đã ngổn ngang gạch đá sắt nhưng vẫn khánh thành để đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Một trận đấu có thể nói là kinh hoàng cho đội khách khi khán giả đã xâm chiếm hết phần khán đài đến vào huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và bị mất chỗ ngồi. Sân Chùa Cuối vỡ trận đến mức mà Bầu Đức nói với giám sát: "Kinh thế này thì làm sao mà chúng tôi đá được? Vì cầu thủ đá dưới sân thì khán giả cũng đứng dưới sân, họ chửi bới, hò hét đến mức mà ban luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã che đầu vì sợ ném đồ vào đầu." Bầu không khí cuồng nhiệt đến mức ám ảnh ở sân Chùa Cuối có thể nói là một trong những ký ức ấn tượng nhất của Kielisak về bóng đá Việt Nam. Và Kielisak bây giờ vẫn gắn bó với câu lạc bộ Phú Núi trong tư cách là huấn luyện viên trưởng. Cái tên Chùa Cuối đã đi vào dĩ vãng, Nam Định FC cũng không còn mạnh như trong quá khứ. Một điều không thay đổi là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bảo Đức vẫn đặt tham vọng cho ngôi vô địch. Trong lần trò chuyện với báo giới đầu năm, Kielisak cho biết là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rất khao khát vô địch. Năm ngoái, ông tiếc nuối khi giải đấu bị hủy vì không thể giành cúp làm quà mừng để kỷ niệm Bảo Đức tròn 20 năm gắn bó với bóng đá. Gắn bó với Bảo Đức trong 20 năm, Kielisak hiểu được tham vọng của ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên người Thái Lan nói rằng: "Tôi re rứt vì vẫn chưa nhìn thấy Bảo Đức cười nhiều. Tôi muốn ở giải năm nay, chúng tôi thấy ông ấy cười nhiều hơn." Một câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh đầy đủ tham vọng của Di Cô Thái. Hoàng Anh Gia Lai của Bảo Đức muốn vô địch V-League 2022. Với Bảo Đức, chuyện đưa Kielisak trở lại Việt Nam đã nói lên đầy đủ mục tiêu của câu lạc bộ này. Đội bóng Phố Núi đang có lứa cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp, có sự khát vọng lớn lao về thành công. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường đã từng gặp Bảo Đức để mong muốn có một chiến lược gia giỏi nắm lại bóng. Họ xác định đã đến lúc là đá cho mục tiêu giành cúp. Làm bóng đá thì có lẽ ai cũng có mục tiêu là giành chức vô địch. Bảo Đức cũng vậy. Kielisak trở lại Việt Nam, khát vọng thành công, lứa Công Phượng càng muốn có cúp sau nhiều năm theo đuổi trái bóng. Cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chờ suốt 18 năm để mong đội nhà trở lại với ngôi vương. Cả một hành trình dài chuẩn bị cho tham vọng vô địch, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phô diễn sức mạnh ở V-League 2022. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, 26 tháng 2. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.